Xin chào các bạn. Tiếp tục thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi là RC10VSL. Thì nồi này là có dung tích 1 lít nhé các bạn. Thì các bạn nấu 5 người ăn đấy. Nồi này là nồi cao tần, áp suất hút chân không nhé các bạn. Đây các bạn xem qua một vòng nhé. Nồi còn rất đẹp luôn các bạn, không hề bẻ vỡ gì luôn nhé. Thì vấn đề bẻ vỡ thì các bạn yên tâm đi, khi nhận nồi bên mình thì hiện trạng như thế nào thì mình nói với các bạn như vậy nhé. Này mình đặt nghiêng nó bị lệch rồi. Rồi các bạn xem qua nhé, rất là bóng luôn. Đây các bạn nhìn này, nó có một cái vết ngấn ở ngay đây, nhưng mà nhìn xa mới thấy nhé các bạn. Nhìn gần mới thấy nhé, nhìn xa thì không thấy được nhé các bạn. Nhìn dán mắt vào đây, sát vào đây thì mới thấy rồi này. Đấy. Màn hình còn rất là sáng luôn. Rồi mình mở nắp cho các bạn xem nhé. Gioăng còn rất xanh luôn các bạn. Đấy, gioăng khá xanh luôn nhé, gần như mới luôn các bạn. Đây áp suất đây. Thì những cái nồi mà Toshiba này các bạn này, mà đặc biệt là gọi là mình không phải là nồi cơm không, tất cả luôn đấy, mình để ý không phải là người Nhật người ta dùng kỹ đâu các bạn. Kể cả máy rửa chén hay là máy xay sinh tố hay là bếp ga bếp từ cũng vậy các bạn, người Nhật người ta dùng rất là mình nói ẩu thì nói tội họ, nhưng mà thực ra gọi họ dùng nó gần như vậy đấy các bạn, không có kỹ như người Việt Nam mình đâu. Thứ nhất là họ ăn gạo lứt này thì cái khẩu vị của họ, cái truyền thống của họ rồi là nó dễ vàng doang. Thứ hai các bạn, họ mình không biết họ múc cơm như thế nào, nhưng mà cái son ấy, cái chày nhiều, rất là nhiều các bạn. Mình lên trang đấu giá là chắc phải đến 8 ra 10 cái, phải 8 cái chày rồi. Đấy. Còn người Việt Nam mình thì mình thấy là dùng khá bền, bởi ngay cả bản thân mình cũng vậy. Cái tâm lý, cái ý thức của mình ấy là một người kiểu như là giống như chưa có đủ nhiều tiền ấy, nên mình không dám lãng phí như vậy. Đấy, nên mình dùng rất là kỹ. Kể cả đặt bê cái nồi ra các bạn, mình đặt xuống đất này, xuống nền này để mình bê lên bàn ăn đấy, thì mình cũng không dám đặt mạnh nữa, mình phải kê một cái gì đó vào để cho bảo vệ nó và trạng thái luôn luôn là tốt nhất các bạn. Khi rửa thì mình rửa muối mềm hoặc là bằng tay cũng sạch các bạn. Cái này nó không có thấm nước đâu các bạn, yên tâm đi. Nồi cái lớp chống dính của Nhật này nó rất là xịn, rất là bền luôn. Thì mình chia sẻ như vậy. Đây các bạn xem qua son nhé, son rất đẹp luôn các bạn, không một vết chảy nhá. Đấy, nồi là họ dùng, tức là những cái nồi mà mình lựa về ấy, thì chắc trên thị trường họ chứ không phải thị trường Việt Nam mà thị trường Nhật đấy các bạn. Ví dụ như 10 cái thì mình về chắc chỉ khoảng được 3 cái thôi, còn lại là xấu rồi cũ. Thì được cái người Nhật nên người ta dùng đồ, mấy cái đồ khác mình không biết, nhưng mấy cái đồ này người ta dùng không kỹ, nhưng mà người ta úp lên cái trang Yahoo bán đấu giá ấy các bạn, thì cái hiện trạng rất là thật luôn, không có thêm bớt, không có nói dối gì cả. Kể cả một vết xước trong lòng son hay là một vết xước ở dưới vết bể là họ cũng ghi hết chi tiết trong cái trang đấu giá luôn các bạn nhấn vào dịch là nó ra hết rồi. Các bạn xem nồi rất đẹp nhá. Nồi này là nồi cao tần áp suất hút chân không 1 lít, thì đây là cái công nghệ gọi là xịn nhất bây giờ nhé các bạn. Công nghệ hút chân không là xịn nhất bây giờ đấy. Thì mỗi nồi này bên mình đang bán với mức giá là 2,5 triệu nhé các bạn. Nồi đẹp, nồi này đây là 2,5 triệu nhá. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình, bên mình thì giao hàng toàn quốc, nhận nồi kiểm tra với thanh toán nhé các bạn, không hề thu cọc, nên các bạn không sợ ràng buộc là bắt khách hàng phải lấy, rồi ràng buộc khách hàng phải lấy đâu nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.